Con xin được hỏi, con thực hành rải tâm từ thường thì 5 đến 10 phút cho bản thân. Trong lúc đó thì tâm cảm thấy an lạc, nhưng khi rải xong rồi thì khoảng thời gian sau đó trong ngày lại thấy bản thân càng sân hơn lúc mình chưa rải tâm từ. Bởi vì á, thứ nhất là quý vị chưa có thực hành rải tâm từ, mà quý vị chỉ mới khởi động cái việc thực hành rải tâm từ. Nhớ, mình rải tâm từ cho chính mình, nó chưa được tính là rải tâm từ, nó chỉ là một cái bước khởi động. Thậm chí mình không cần rải tâm từ cho chính mình vẫn được. Cho nên là cái mà quý vị thực hành nó chưa phải là rải tâm từ. Rải tâm từ là mình phải hướng tâm mình đến đối tượng, đến người khác kìa. Còn cái chuyện mình rải cho chính mình, nó chỉ là bước khởi động thôi, chuẩn bị thôi, chứ nó chưa phải là rải tâm từ. Cái thứ hai là 5-10 phút nó chẳng là gì cả. Nó không đủ để đem lại bất kỳ một cái ảnh hưởng gì. Nó không đủ. Thành ra là quý vị đừng có đổ thừa nha, đổ thừa cái này thì nó oan oan cho cái chuyện rải tâm từ đó. Ngày có 5-10 phút rồi mà đòi mình phải được một cái gì đó thì nó oan dữ lắm ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Riêng điều bản thân sư nha, sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tại về cái vấn đề Đại Đức nói về cái vấn đề thời gian á. Yếu tố thời gian á, thưa quý vị. Đối với mình đó, tại sao ngay nếu mai này á, quý vị có tham gia khóa thiền á, quý thiền mà sư phải nhấn mạnh nha, phải đúng chánh pháp cái đó, thì quý vị sẽ hiểu tại sao các ngài thiền sư trong quá thiền, các ngài thiền sư đều khuyên là quý vị phải làm theo một cái công thức, mà đại loại công thức đơn giản thôi, giống như là đi đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng, có nghĩa cho dù cỡ nào bị đau ngứa nhất cỡ nào cũng phải ráng thì dù ngồi 1 tiếng đó. Chứ không có phải mà ngồi mới nửa tiếng là đau quá hay là này nọ cái kiểu thì thôi cái buông ra cái không có chịu ngồi nữa. Tức nghĩa là ngài thiền sư vẫn cho mình phép mình đổi oai nghi, quý vị hiểu không? Nhưng mà làm phải ngồi hết, ngồi đủ 1 tiếng rồi đó. Thì có nguyên do hết, quý vị. Khi mà thực hành đó, đối với mình nha, sư nhấn mạnh đối với mình là hành giả sơ cơ, mình là người sơ cơ, mà đặc biệt là phàm phu còn chất chứa đầy phiền não nữa, cho nên mình đừng có so sánh với những trường hợp đặc biệt ở trong kinh điển. Cho nên cái thời gian mà đối với mình ban đầu á, nó phải cần một cái thời gian mà gọi là nó nhất định, thưa vị, để mình vô cái khuôn khổ. Khi mà mình thực sự may này mình hiểu được rồi, thì bản thân mình sẽ tự biết mình nên hành mọi lúc mọi nơi, có nghe trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Thì trong trường hợp này á, như vị này nói là đã tâm từ 5-10 phút cho bản thân thì cảm thấy an lạc, mà theo suy nghĩ nha, sư không phán xét, nhưng mà đã tâm từ đúng nghĩa. Nếu mai này quý vị có tham gia lớp theo dõi cái lớp mà Thanh Định Đạo á, của Đức Hạnh Tuệ, cái phần mà đến tâm từ quý vị nó biết, ôi phức tạp lắm, nó thiệt. Không phải nó phức tạp đi cho quý vị nản, nhưng mà trước khi mà hành tâm từ, quý vị, giống như trong bài kinh tinh thần, bài kinh nha, bài kinh Metta Sutta đó, nó hay gọi là kinh Karani đó, đó là trong đó trong rõ ràng trong có khuyên bài trong chú giải bài kinh có khuyên rồi, mà trong chánh kinh cũng ghi rõ nữa. Cái này đó là có 10, phải hình như là xin nhớ không có lầm là 13 hay 14 gì đó, 14 cái đức tính đó, là phải có những cái đức tính đó, nghĩa là có phải có là không cũng nhiều đức tính, nhưng nhu hòa dễ dãi đó, rồi đó tương tự gì đó sẽ không nhớ hết đó. Một buổi khác thì sẽ liệt kê 13 cái đức tính đó. Đó cho quý vị hiểu là phải có một trong 13 cái đó ít hoặc nhiều thì mình mới tiến hành rồi tu tiến tâm từ đó, rồi có nhiều giai đoạn nữa, chứ không phải là mình bay vô cái mình ngồi cái mình đọc hay là mình nói là mình rải ra cho bản thân mình rồi xong mình thấy tự tự mình thấy mát mẻ đó, không đơn giản, thưa quý vị, thật sự không đơn giản. Còn nếu quý vị á mà muốn biết là sư nói đúng không, quý vị tìm cái quyển mà Hành Vô Lượng Tâm của ngài Mahasi,
Sư Bú Nam dịch đó, quý vị xem cái phần mà giảng giải kinh Metta Sutta, tức là kinh tâm từ đó, mà ngài Ma-si á, ngài dựa người dựa vào chánh kinh ngài, rồi dựa vào chú giải, phụ chú giải, rồi sự giảng giải ngài đó, quý vị đối chiếu và coi cái lời sư nói có đúng không. Chứ thật sự là hành tâm từ, một lần nữa sư nhấn mạnh, nếu mà đúng nghĩa thì gọi là đúng nha, đúng nghĩa là đúng tinh thần mà tâm tạng chú giải, thật sự nó không không có dễ, vì không có dễ là ngay từ ban đầu mình phải học, mình học phải hiểu rõ tường tận, khi hiểu rõ tường tận thì mới đem thực hành, thì nó mới đem lại cái lợi ích cho mình. Đúng nghĩa, đúng nghĩa nó như vậy, và đúng chánh pháp. Thì mong mong là ở đây là quý sư đều cho lời khuyên thôi, có nghĩa là nếu mà quý vị này có cái hạnh mà hạnh tâm từ á, sư rất là tán thán, tại tâm từ có rất nhiều lợi ích quý vị, thì mình nên tìm hiểu kỹ ha, mình nên tìm hiểu kỹ, mình để mình học đúng, mình hành đúng, thì mình sẽ cái lợi lạc bản thân mình mà lợi lạc cho những người xung quanh đó. Tại vì cái năng lượng của lít tâm từ mình nó lan tỏa bản thân mình và những người xung quanh mình rất rất là lớn thưa mình. Và cũng mong là quý vị sẽ dành thời gian để tìm hiểu kỹ cái vấn đề mà hành tâm từ này. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.